Cơ quan quản lý về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp CITES tại Việt Nam vừa cho biết, hiện nay có tới 108 loài động vật hoang dã bị rao bán trên mạng Internet tại Việt Nam. Đáng báo động, đây đều là những động vật nằm trong nhóm cần được bảo tồn. Qua một cuộc khảo sát của cơ quan này trong tháng 7-8 năm 2012 cho thấy, việc buôn bán động vật hoang dã trên mạng Internet là phương thức phổ biến để buôn bán các loài bản địa như cu ly, khỉ, rùa, rắn và các loài có nguồn gốc nước ngoài như cựu đà, rắn và sóc để làm thú nuôi, thuốc, thực phẩm và chăn nuôi. Trong số 108 loài động vật hoang dã xuất hiện trong buôn bán trực tuyến, tại 33 trang mạng có 24% số loài được pháp luật Việt Nam bảo vệ, 24% được Công ước Quốc tế CITES bảo vệ, 17,6% số loài bị đe dọa trên toàn cầu, tiêu biểu như hổ, voi, rùa núi vàng, rùa đầu to, đặc biệt là số lượng loài của Việt Nam bị buôn bán nhiều hơn các loài ngoại nhập, phạm vi buôn bán trải khắp cả nước.